bà tôi sẽ có một căn cam bằng riêng ở về Laravel PHP framework bậc nhóm bà chẳng ngờ ngày đi nhóm sau bậc hai nhờ bọn ôn được học nia vì thật ta một hai tay ban chia Laravel framework nó nên chia về phía khăn bà tôi nhầm nào mà bộ framework bọc PHP được ở bà chẳng ngày đang nhầm đang bậc hai nhầm pi lẹ cái nào pi xe bọc Laravel là thuê Laravel mình chia về phía thuê developer cho mình bị phục lúc bên ca chạm ở rom từ lơ Laravel framework và chụp xét nơi US tại một đoàn bà chứng lịch ngày đi cứ nhóm bằng hai nhóm pi rồi tại tuần từ nâng hai Paul đặt thừa ở Laravel lắm client chia framework đó là bây giờ part của PHP và chứng đi cứ chia chấm nói mình là mười bao vé nhóm bạn lý áo ấy bà chứng ở Laravel quật bìa máu cứ miên chúng nói bị xét rap ca cất để chỉ cài sợi bọc trong gần lột móc nhưng cách tha là về nó cứ miến trong nói bị xét cũng vậy trong nói thông thùng bà authorization technique bà trong nói tìm mối cứ authorization technique nhé bà chẳng biết là là về framework và cài máu cứ cóp nó authorize technique bà đòi ai cho dương generate nơi kế bà authorization chạy tôi là nâng authentication bà authentication và lẽ là ca login và mình sẽ nhưng bạn bắt đầu là phép người tour developer phòng đã nơi authentication và chúng nói tiếp đi với cứ thua viên bày đáy người sao tại việc ra nó còn sắp OOP và Object Oriented Library bên này ha framework mới nít bia lan đòi phá OOP và chẳng developer và còn miền ca và phát xu đáp dân của con mình chúng này đất này OOP và nó tiếp bấy cứ thể tôi thì nó artisan và artisan cả ta ra command làm bay generate controller model view nó cứ những ai thôi cá generate đại ra artisan và PHP artisan và thứ hai trong này thì muốn cứ tha quạt ba lần làm để tam ở MVC pattern và nó cứ model view controller nó chứng minh là cả cột bọc quát cứ là mình là cái nào đặc biệt rồi mình là cái nào model đặt phen tới view đặt phen tới controller đặt phen tới ba ở cả pha rồi viên PVU từ căn controller mà em mấy cái cứ quạt ban là lại cho chị MVC bạn để biết là cái này mình rào nó mũi tiệt bạn MVC mình rào bạn chứ ai chơi cả configuration rào được luôn những bàn tiệt bạn chúng nói tiếp pram kính cứ chạy tôi là security và security khi là về mình là cái hài và security viết là cà phê SQL injection scripting ai viết thêm xe những cứ bàn cà phê bà nhé nhưng tại security thì về tại tôi là chúng ta tìm muốn authentication bà đã được phát thêm nữa actual injection là cam về hà thêm thấy những cứ mình là robot được gian mình tọa API và vía mình generate để được sản dương này bà chính chúng ta tìm bằng mũi cứ là với data back migration đây framework một PHP xem xét đối chiếu miền thế là data back migration và cam cả thêm bố là mình chạm bài châu từ căn máy actual lưu của database server và dùng tí dùng một cái đời phá nữa vì code dùng từ đàm đoàn bà chỉ vì eloquent với dùng đàm đoàn vì model với dùng đàm đoàn bà database migration mà chẳng chúng ta tìm phần cứ tha về châu ruộng chúng ta tìm phần cứ hay là great tutorial mình là cả bằng riêng mình là cả ọc trá mình là từ lũng từ lìa trán và bộ bộ phục cả bằng riêng bà vì cứ mình website cứ là ra khác nó cứ dựng lại đẹp nghĩa là về bà chính chỉ hết thuở là về nó nên chia play phim và đòi đi lập bộ xếp xây và chúng nói tiếp bằng mấy cứ blade template mà có bạn lần là blade template và blade template được đi dân đại riêng ở là về nó cứ quạt bàn chia dù lại vì blade template đang bàn mình đẹp là nghe xuống mà em mạch bà là include ai stand ai như vậy nó ghi nữ dưỡng năng lũ ất được nông ở là về nó thế phần tay và đánh nhập bằng ai như tí nít cứ quan tài chỉ lẽ cái nào phía xét đây là về nó bàn về lúc những ai bạn giải tham với PHP framework đó là ôm hot mà để đi một bớ thì chán là prap ra và đây mình thay em tiết nước cứ miên lạc là chỉ ô ấm ba nhưng mà ai có thể biết ô ấm và mà viện tha object relational mapping và miên lạc là chỉ map mỏ lạc là chỉ cần một đề controller hay là database lạc là dùng controller lạc là nó có vừa map này nhưng mà hai chia nhóm định chế nó
Laravel apply ជាមួយ project បានលក្ខណៈជា advanced បន្តិចបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា